Rồi lát anh đi xuống dưới nha, thì em kêu các bạn im lặng chút tại vì mình có external bên ngoài nữa. Hello, làm sao biết mình đã go live chưa ta? Like you that. How do I know that I'm live? Ok, sorry đây là lần đầu tiên mình làm cái live stream này ra tại vì cho các bạn product owner. Ok, nào bây giờ mình đi xuống phòng học. Mở mang cái cửa cái. Mở mang cái cửa cái. Alrighty, rồi. Yeah, hôm nay mở hết đèn rồi. Tối rồi. Ra ngoài cái đèn ngoài đi. Hả? Yeah, nó còn được ánh sáng. Theo phe Lord Light. Lord Light. Biết gì kiểu gì mọi người? Now Game of Thrones. The Lord of Light. Right. Anh lát mình bày đẹp cái này ra ngoài. Đẹp tại vì mình đang live stream. View sẽ đẹp. Người lúc trước này đi. Em quay phim lại bằng điện thoại bằng cái điện thoại của em hay laptop hay điện thoại tại vì điện thoại anh sợ nó hết hết có nhớ từ nó lại hết có nhớ ok hay là mình live stream trên Facebook nhé. Ok right, rồi. Tụi em có thể vừa muốn lấy ăn trước hay là sao? Tụi ăn nghe hay là hả? Lại về lấy đây, lấy ra. Đây. Tìm đi.
Ok, ngân em recall lại cho các bạn product sau này. Rồi, ok, đầu tiên là cảm ơn mọi người. Hôm nay là ngày gần lễ, ok. Cái này gọi là holiday eve chứ không phải là holiday yet. Nhưng dù sao tụi em đi làm ngày hôm nay thì với tinh thần máu lửa giống vậy thì anh rất là cảm ơn. Ok, cái gì á? Tại vì có em muốn cái này cao lên hả? Anh muốn cái một box gì đó cái này cao lên. Alright. Tại sao có cái buổi livestream này? Thật ra là có cái buổi session sharing này. Bởi vì là công ty sẽ tuyển the product owner mới. Okay. Mà must be way stronger, must be way more ambitious. Okay. Sorry, anh đôi khi anh dùng từ tiếng Anh chút. Ha. Tức là một the product owner mới strong hơn, mạnh hơn thì là có giống như có tư tưởng giống như là founder vậy đó. Okay. Ha. Có tư tưởng giống như founder vậy đó thì anh muốn là đưa cái này ra cho các bạn nắm được cái ý trước chứ các bạn đóng như bánh cửa chứ anh cũng muốn là ví dụ như mình sẽ giống như tuyển sales assistant rồi mình giao việc cho họ mai mốt trở thành product owner này nọ đôi khi họ có get cái message right ngay từ đầu ha. Thì để mà làm được product owner tốt thì cái tư tưởng như là một startup founder và đây là cái con đường mà nhanh nhất mà có thể để trở thành startup founder. Nên bởi vậy là thay vì mà anh nghĩ cái điều này anh cứ repeat hoài, nên bởi vậy là thôi mình làm luôn cái recording luôn để cho lần sau các bạn nghe cho nó tiện. Okay. Ha. Hôm nay là 2024 chủ đề là how to start a startup with minimum cost and maximum gain. Okay. Ha. Rồi anh nói qua cái journey của anh chút ha, cho các bạn future hoặc các bạn đang nghe livestream hoặc là ở đây luôn các bạn, tụi em vô xong để chưa được nghe, còn ai mà đã nghe rồi thì đã nghe là 1000 times rồi á thì coi thử anh có nói xạo không, có nói gì khác lần trước không. Thường thường mấy lần nói xạo thì nó sẽ nói bị sai nhiều version. Ok, hopefully I don't. Đó thì đơn giản, nếu mà nói thiệt thì mình sẽ cứ nói lại một cái version hoài à. Ok, thì nó sẽ không khác. Rồi thì nhưng mà đầu tiên anh hỏi đã, ở đây có bao nhiêu người phân biệt được là thế nào là một startup và thế nào là một small and medium business? Phúc Lý đọc sách nhiều, bữa giờ đọc Lean Startup rồi nọ nhiều, có biết không em? Small business thì cái đó là cái gì mới, còn startup thì cái điểm đặc trưng của nó là cái unstable nature, là nó làm mà nó không biết, là nó có một cái tầm nhìn về cái đó nhưng mà nó chưa biết là cái kẹt đó nó có trách nhiệm tầm nhìn nó không, và nó kiểu như là high risk high reward. Ok, một định nghĩa của Phúc Lý. Ok, từ Phúc Lý mà tụi em để ý vậy thì bây giờ nè, mình ra mình start một cái xây là một cái tiệm bán là gọi là thần dược. Ok, thần dược thần dược là uống luôn cái là một ngày ngủ chỉ cần 3 tiếng thôi mà cũng khỏe. Ok, xây giống vậy mình start ra mình lộn đông biết mình bán, mở cửa thì mình bán, cái đó là có mới không? Có nature không? Có gọi là uncertain nature. Nên nhớ rằng mình mở một cái tiệm lớn ở ngay, let's say ở đường Hai Bà Trưng, mình thêm cửa hiệu giống như nhà thuốc vậy, mở cái tiệm bán cái thứ là những cái thứ thường dùng đặc biệt đó, nó có mới, nó có uncertain không? Chắc gì được thị trường muốn, đúng không? Nhiều người ta thích ngủ chứ người ta không thích chỉ ngủ 3 tiếng, đúng không? Đó, hoặc là ví dụ cũng giống như nhiều người thích actually have sex, còn những người thì người ta thích là đeo VR vô tự động khoái luôn. Ok, có những cái stage khác nhau, nó cũng uncertain. Alright, nhưng mà rồi, đó là một thứ ha. Nói về personal preference thì cái gì mà uncertain thì nhưng mà ý là market có chấp nhận hay không. Ok, ha. Nhưng mà let's say là
như vậy đi, nói những cái thần dược đó là nó hơi anh chút, nhưng mà nó không có cái, nó chưa đúng cái gọi là business, gọi là small business lắm. Ví dụ như vậy, em mở chè đi, chè gì đó đặc biệt, chè thần dược luôn được, gọi là chè thần dược đi, ở một lô đất ở bên Phát Long, có lô đất trống đúng không, thuê cái lô đất mở chè thần dược, cái người ta tới ăn rất đông, tại vì thần dược mà, chè thần dược người ta tới ăn rất đông. Để mở được cái quán chè đó, thu hút được 1.000 khách hàng tới ăn đó, đó ban đầu có, tại vì không ai tin hết, em bỏ đủ thứ chi phí hết đúng không, thì cuối cùng là vậy nè, em bỏ 500 triệu để mở được quán chè, để xây quán chè thần dược đi, ok. Hoặc là thần dược ở đây là dẫn đứa gái đi ăn là mình sẽ cua được nó, ok, để xây vậy đi, ok, chè thần dược rồi. 500 triệu để có 1.000 khách hàng đầu tiên. Alright. Xong rồi á, là khách hàng á, nó ăn xong rồi nó thấy ngon quá. Đứa nào ăn xong cũng cua được bạn gái bạn trai đúng không? Rồi nó bắt đầu giới thiệu cho bạn bè. Cho bạn bè nó, đứa nào cũng dẫn đi hết. Đứa nào cũng dẫn đi hết. Ok. Cuối cùng cái quán đó là nó thu hút thêm 1.000 khách hàng mới nữa. Mà cái capacity của cái quán đó nó chỉ chứa được 1.000 người thôi. Quán chị em siêu đắt, ok, capacity em chỉ chứa được 1.000 người thôi. Vậy thì một cái natural decision là làm gì? Right, mở rộng. Ok. Rồi, natural decision là em sẽ mở rộng. Let's say là ở khu bên Phát Long luôn đi, hoặc là khu đô thị mới nào đó đi ha. Nó có một cái lô đất cùng cách đó 200m, diện tích y chang, mọi thứ y chang luôn, để phục vụ cho 1.000 người mới thì em bỏ ra nhiêu tiền? Assuming là chi phí để mở quán chè đầu tiên là 500 triệu thì mở quán chè mới chi phí khoảng bao nhiêu? 150 triệu. Tại sao? Bởi vì không cần phải bỏ tiền ra để khách hàng rồi. Rồi, ok, quán, let's say quán chè đầu á là 500 triệu, 1.000 khách hàng. Ok, quán chè sau á là em nói là sao? Em nói là quán chè sau chỉ cần 150 triệu. Bởi vì em sao? Không cần marketing, ok. Rồi lý do sao không cần marketing? Bởi vì 500 triệu đầu là đã kiếm theo 1.000 người mới rồi. Đúng rồi, có là 1.000 người đứng ngồi chờ ngoài kia rồi đúng không? Đó, chỉ cần chỉ vô cái 200 mét này xuống đó mày ăn đi, ok, cùng quán, ok, cùng thương hiệu là chè thần dược Nam Vĩ, ok. Tuy nhiên á, anh hỏi nè, 500 triệu quán đầu tiên, quán sau 500 triệu, tức là nói như em là chi phí marketing của em tới 300 triệu. Em thấy business model này nó có cái vị bựa không? Không phải, tại vì cũng có thể bình thường thôi, đó là chuyện bình thường. Không, anh xin lỗi, anh kêu dùng từ bựa, nhưng mà ý là nó có dễ ăn quá không? Tại vì mình phân tích tí chút là về cost của một cái quán. Mở cái quán ra mình cần gì? Để mở được cái quán mình cần gì? Mặt bằng, ok, đó nhiêu tiền tháng. Rồi, cost, ví dụ mình có mặt bằng. Rồi, mình có gì nữa? Nhân viên. Ok, rồi. Gì nữa? Anh chia hai này lát rồi anh sẽ nói tại sao. Gì nữa? Nguyên liệu. Nguyên liệu. Rồi, ok. Gì nữa? Anh đang nói về Discord. Không, đây là cái chi phí 500 triệu này từ đâu ra? Tức là 500 triệu này spend mua cái gì á? Ok, mặt bằng, nhân viên, nguyên liệu, decor. Ok, marketing. Rồi, nếu mà tụi em để ý kỹ chứ tụi em thấy ở trên là gì, dưới là gì? Đúng rồi, máy móc nữa. Đó, cái chè thằng dược của em sản xuất bằng máy móc rồi này nọ. Cái trên là chi phí fix, ở dưới là operational expense, ở trên là fixed cost. Ok, thì
cái operational expenses đó, cái chỗ này nè, nếu chạy bán, nếu mở bán thì có operational expense. Còn cái này á là fixed cost, thường ví dụ thuê nhà mặt tiền, ví dụ mình thuê năm luôn mà thực ra nó là fixed cost luôn rồi, ok, nó không phải là operational expense nữa, ok ha. Thì nên bởi vậy nếu mà mình em nói quán chè mới có 150 triệu thì họ đã chi phí mấy bóp mặt bàn để có đi đâu, hiểu không? Đó, cái component, cái cost component của quán chè không thể nào 150 triệu được. Nếu quán chè đầu tiên là 500 triệu mà quán sau 150 triệu thì có nghĩa quán chè đầu em bị chi sai chỗ nào đó rồi, ok ha. Thường thường ví dụ như mấy business model về gọi là SMB, tức là quán xá rồi này nọ, thì chi phí marketing của nó đâu đó khoảng 10-20% thôi, trong trường hợp này là 10%, lương mới mở, ok. Thì khi mình mở qua quán mới á thì mình kích cái chi phí đó đi, ok, thì mình được là khoảng 450 triệu, còn là 400 triệu, mình kích 10% chi phí marketing đi, tại vì mình chỉ xuống ăn thôi mà, ok ha. Mà tính lại một điều á là như sau: 500 triệu đầu phục vụ 1.000 customer, 450 triệu sau phục vụ 1.000 customer mới, ok. Vậy thì tụi em thấy cái chi phí trung bình, ok, để mà acquire cái user gọi là acquire customer nó là bao nhiêu trong hai trường hợp? Thì đầu 500 triệu chia đó 1.000, ok, thì nó là CAC bằng 500.000 đồng, ok. Còn trường hợp ở dưới, 450 triệu chia 1.000, CAC bằng bao nhiêu? 450.000 đồng, ok. Thì nếu mà tụi em vẽ ra đường CAC nó sẽ như giống vậy nè: 1.000 đồng, nghìn ngang nghìn thờ nhé, thờ tức là 1.000 đầu á, các chị thứ tự nha, đây là thứ tự 2.000 ha. Thì cái CAC ban đầu á nó là vậy nè, đó là 500, thì nó nằm ở đây nè, ok, 450 thì nằm đâu đây nè, đó, ok. Nếu mà em mở thêm quán thứ ba, quán thứ tư rồi này nọ thì đường CAC nó cũng đi đâu đó xuống vậy nè ha. Bây giờ mình nói qua cái business model khác đi. Là cái business model là em làm cái app online cho chó mèo sử dụng. Cho người sử dụng. Mà người ta biến người ta thành chó mèo, cái app Snowy á, le lưỡi rồi này nọ, con gái nó hay sử dụng, nó tô đỏ màu rồi này nọ, đúng không? Giả sử em cái app đó mà em làm, em mở ra thì cái tiền mà design rồi thuê server, thuê developer này nó quá để thu hút 1.000 người đầu sử dụng thì em cũng tốn 50 triệu ha. Đây trường hợp một là gì? Chè thằng dược, chè thằng dược Amanam đi. Amanam Mỹ đây rồi ha. Rồi trường hợp thứ hai này anh chia bên bạn hơi vừa chút. Nhưng mà trường hợp thứ hai là trường hợp là cái app Snowy, ok, ví dụ giống Snowy like hay là, em tốn 500 triệu đồng, em làm ra cái xong em quăng cho sinh viên trên đồ nó xài, cái tụi nó thấy hay quá, nhất là mấy đứa gái nó hay chi gì lắm đó, nó thấy hay quá nó xài, ok, thì là 1.000 người vô luôn xài thì CAC của em bao nhiêu? 5.000 luôn, y chang. Cái trong trường hợp cái app á, mình có cái viết đen không? Để mình biết. Đó, trong trường hợp cái app ha. Trong trường hợp cái app anh sẽ dùng bàn viết đen luôn nha. Đó, cái chỗ này. 1.000 người đầu xài á, em tốn 50 triệu. Thì CAC của 1.000 người đầu cũng là 500 triệu chia cho 1.000 là 500.000. Nhưng mà next á là bạn nó xài, nó share lên Facebook, bla bla đúng không? Nó share lên Facebook rất nhiều. Bạn nó mua xài một đêm thôi, tụt một cái, một đứa 1.000 đứa bạn nó vô server em chết ngắt liền, ok, là em không phục vụ được 1.000 người mới. Vậy câu hỏi để phục vụ 1.000 người mới cost mình tốn bao nhiêu?
ở đây bạn dân lập trình không à? Thường thường phỏng vấn các bạn đi step thì các bạn sẽ không biết, nhưng mà anh hỏi cậu này công ty mình chẳng phải biết. Người nào có ít có khả năng biết nhất thì mình dạng trả lời coi, còn mấy người mà biết rồi thì nó tin đẹp đúng không? Tại sao? Thì thấy một ngàn người nữa anh double lên không? Tại sao lại double lên? Thì chi phí tạo ra một cái server như bên đó, một ngàn người nó như đó, một ngàn người nó như đó. À, thường thường là câu hỏi con trả lời nhà im từ các bạn mà non tech thì sáng dậy, còn câu hỏi tech còn các bạn tech thì sẽ trả lời sao? Ví dụ thích đi, là sao? Như cái server là cái tiền. Đúng rồi, thường cái tiền server trong cái chi phí app phải nhiêu tiền? Giả sử mình có 1000 concurrent user mà bạn đồng bill có 500 triệu mọi thứ luôn, còn có designer, developer đồ này nọ, tiền lương mấy thằng developer mới mắc cũng chưa còn chưa còn thì chi phí server là cái nghĩa địa gì đâu, đúng không? Chi phí server chỉ có 20 triệu thôi, để phục vụ 1000 thằng mà concurrent mà cái app như Snowy chỉ cần 20 triệu tiền server là max. Ok ha. Thì bởi vậy 1000 để phục vụ 1000 người sau á là mình tốn bao nhiêu? Tầm 20 là maximum là 30, ok cho là 20 đi, thôi trung bình là 25 đi. Tầm 25 triệu nữa à, tức là 20 triệu tiền server cộng với 5 triệu cái tiền mà gọi tới gọi lui rồi này nọ, gọi là opportunity cost, ví dụ đi xe chạy xuống Bình Dương rồi. Nếu em là physical server, đó còn không thì bên kia em gọi điện bật cái nó tăng VPS lên cho maximum 25 triệu. Ok, thì cái CAC ban đầu á của cái app á là nó là 500.000. Nhưng mà CAC cho 1000 người sau nó bao nhiêu? 25 đồng. Sao 25 đồng? Chỉ cho 1000 thôi, để phục vụ 1000 mới thôi. Là 25.000. That's it. Làm sao mà em phỏng vấn lọt cái công ty này vậy? Không, nhưng mà thật ra ngân rất là thông minh nha mọi người. Đó, chẳng qua là quấy quen bấm máy tính. Ok ha. Này là 4.5. Chỗ này là 4.5. Dạ, nhầm đi. Nhưng mà nếu đó, tụi em để ý là cái đường mà CAC của cái mô hình thứ hai ra nó rớt xuống vậy nè. Và nếu mà có thêm 1000 người nữa thì nghĩ nó rớt xuống cả nào. Đó, 1000 người nữa bắt đầu mua server sỉ. Ok. Về mặt lý thuyết là có thể fire hết tất cả developer, để buồn trước toàn này developer không. nhưng mà theoretically, đúng không? Tức là đó là có những công ty là nó bị một số công ty là nó build xong code. Giống như mấy công ty mà nó thuê outsource chẳng hạn, thì mấy công ty outsource làm ra project để đó xong nó cần một người maintain thôi. Ok ha. Thì đó, nhưng mà ý point đó là gì, là em có scale nữa thì chi phí server nó xuống nữa, thì cái CAC á nó gần về không luôn, không bao giờ nó bằng không được hết á, nhưng mà nó sẽ gần về không. Ok, thì nó là almost scale forever. Thì á, nếu mà ai có đọc cuốn sách của Peter Thiel á, Zero to One á, thì ông nói rõ luôn ở Silicon Valley, tao đó éo cần kè mẹ gì hết, tao chỉ kể về cái hình dạng con đường CAC thôi. Mày có startup business model hay không thì cái đường CAC nó ra nó phải rớt xuống gần về không. Nếu mà nó không rớt gần về không, đó không phải là startup business model. Ok, không có gì xấu nếu mà em mở SMB, tức là ví dụ em mở rất nhiều chuỗi, ví dụ như The Coffee House họ mở rất nhiều quán, hay là McDonald's ban đầu họ cũng một shop rồi xong họ tăng lên 4-5 shop XYZ, ok, rồi xong họ tăng lên thành một chuỗi, một đế chế luôn về thức ăn nhanh luôn. Ok, không có gì wrong với chuyện đó hết, nhưng mà đơn giản nó không phải là startup business model. Tại sao mình cần hiểu điều này? Bởi vì nó tới cái chuyện là đây, tới cái chuyện này, giả sử cái đường này nó cứ đi dài hoài, cứ giả sử đi dài hoài vậy thì có nghĩa mở thêm shop em phải tốn nhiều tiền, đúng không? Tức là mở thêm shop em tốn sắp đầu là 50 triệu, sắp là 4.5, sắp là 4.2, sắp là 400, tức là cứ mỗi một shop là em nghĩ là phải 100 triệu bỏ ra. Ok, ban đầu chỉ nhiên là lifetime value đó, tức là cái tiền mình thu lại từ một cái ông customer đó có thể rất rất nhiều. Ok, nhưng mà để mở được cái đó mà nhiều ra đó là phải vốn ban đầu rất rất lớn. Ok,
thì khi mà mình hiểu được cái đó thì mình sẽ thấy được là ok là cái business model của mình, cái ý tưởng nghĩ ra hay gì đó nó có sustainable, nó lớn nổi không. Ok, so far ai có hỏi gì không? Ok, các bạn product owner tương lai ha, nếu có câu hỏi thì các bạn hỏi cho biết, shouldn't be a problem. Ok, rồi thì á hồi xưa anh cũng start, tức là rồi khi mà tụi em hiểu được như vậy nè thì tụi em sẽ thấy là ví dụ như mình muốn start rồi này nọ là mình phải biết là mình start cái gì ha. Đó thì ngày xưa anh không hiểu mấy điều này, cái anh mới vừa tốt nghiệp đại học 2002 thì phải, à không, vào 2002 tức là 2006 tốt nghiệp, thì 2005 2006 gì đó anh mới start, xong rồi anh mới tốt nghiệp, xong anh mới tốt nghiệp chứ anh cũng start tùm lum thứ á. Anh start là bán, bắt đầu anh định start trung tâm tiếng Anh với bạn anh. Ok, đó mà anh thấy chà cái này nặng vốn quá. Ok, tại vì anh đã làm thầy giáo tiếng Anh 3 năm trước khi anh tốt nghiệp rồi. Ok, nên bây giờ anh thấy là cái business này có vẻ thơm, nhưng mà khi mà anh biết vô thấy sao cái này nặng vốn quá, tiền thuê trung tâm anh giang phải mặt tiền ABC đúng không, phải mặt tiền chỗ đông người, rồi mình phải thuê giáo viên giáo đồ, là mình không có học viên thì sao. Ok, nên anh thấy có vẻ fail, cho em đổ qua làm cái thứ khác, làm một cái sàn trái cây online, bán online vịxanh.com. nếu tụi em sẽ báo thanh niên.vn mình cái trang web vịxanh.com và có tên anh. Ok, rồi làm với 7 người còn lại cũng fail luôn đó. Xong anh bưng mình quá, xong anh làm qua trang web là tìm kiếm việc làm bán thời gian.com, fail mẹ luôn đó. Mặc dù là lúc đó là đã được nhận giải thưởng $5,000 của Australian Business Chamber đó ha, là được nhận giải thưởng 5,000 mà cuối cùng cũng bên fail luôn đó. Rồi xong cái anh mới làm qua cái dự án là bike pooling, là đi chung xe cái máy của mọi người với nhau đó. Rồi tụi em biết câu trả lời là gì là rồi đó. Ok, ba lần fail luôn, đừng có một mình quá đó. Mình không chạy cái éo gì, tại sao mình xa cái gì nó cũng fail hết. Xong cái anh quyết tâm là khăn gói tìm đường cứu mình. Ra đi tìm đường cứu mình, anh mới đi du học ở Úc, Uni New South Wales, để mà giống như là thật ra một trong cái mục đích là chẳng qua là đi ra nước ngoài coi thử người ta làm như thế nào, giống như bác Hồ ngày xưa. Đó. Chứ còn anh cũng chả khe lắm về cái chuyện PhD đó. Chẳng qua thì anh may mắn gặp chú ông thầy đó, thì ok qua bản thì mình học được nhiều thứ. Thì sau đó thì anh mới join, anh sau khi có PhD xong thì anh join cái công ty startup tên là Schedule. Ok, anh là employee số 4 của công ty Schedule. Thì anh đó, lúc đó công ty nó, lúc anh vô thì nó có đâu đó khoảng 10,000 user, là mới có cái app trên iPhone này. Xong anh vô đâu đó khoảng chừng 4 tháng thôi, từ 10,000 download đó nó tới thành 100,000 download trong 4 tháng. Rồi khoảng chừng 1 năm sau đó thì nó lên đâu đó khoảng chừng là 500,000. Tới năm thứ 2, cuối năm thứ 2 thì nó lên tới 1,1 triệu user. Okay. Thì anh join đó thì anh làm từ front end, mới đầu là anh làm back end trước, anh làm thuật toán optimization, nó liên quan tới PhD của anh. Đó. Xong rồi cái anh thấy làm này nói chung là tốt, nhưng mà nó giống như nó bị limit vô cái chuyện research á. Nó giống như nó cũng giống như cái phần PhD anh làm đó, thành ra là nó cũng không có cái skill của mình, nó thấy nó cũng không có fair lắm, tức là mình coi cái industry nó làm sao. Thì anh mới đổ qua làm engineering, tức là anh làm qua hệ thống back end engineering. Xong rồi anh thấy back end này làm thời gian rồi thấy cũng ngon rồi, cũng giống như là đó cũng một thằng mà PhD mà biết, tức là thích cái mới rồi này nọ. Xong thấy hồi bắt đầu thấy mình cần phải làm gì đó mới nữa, xong anh làm qua Android, anh câu Android đó. Thì anh câu Android mà, thì mặc dù cái bài phỏng vấn vô công ty là anh vừa phỏng vấn back end, anh vừa phỏng vấn Android, anh vừa phỏng vấn lung tung á, nhưng mà Android tức là cả, nhưng mà cái project Android là project tới thứ ba anh mới làm được đó. Ok, thì xong rồi cái anh mới sau mấy năm, ba năm rưỡi, bốn năm chứ, almost bốn năm đó, xong anh cảm thấy là ok,
mình lúc đó anh thành project manager, anh làm tới một cái dự án cho Xerox PARC ở bên bên Mỹ. Cái công ty là Xerox PARC, công ty đó tụi em sẽ Google, tụi em sẽ biết nó là công ty thể loại nào. Thì schedule là làm cái dự án white label cho Xerox PARC. Đây là nơi mà Steve Jobs với lại Bill Gates vô trong đó mà học cái hệ điều hành con chuột UV. Đó, Xerox PARC ngày xưa rất lẫy lừng. Đó, nhưng mà bây giờ thì nó đai xuống tới độ là nó làm cái project về về public transport không được, nó phải thuê công ty schedule làm rồi nó đóng tên lên. Thì anh manage cái project white label cho Xerox PARC đó, làm với tụi nó thì em thấy quá phê, tức là học hỏi được rất nhiều điều. Phê chỗ SN là nói chung là tụi này làm cũng được chế chứ. Đó, nói chung là nếu đêm làm 1-2 giờ của nó, đó nó vẫn ngồi dậy, nó vẫn làm với mình. Đó, tụi anh là Sydney là cộng 7, nó là Sydney cộng 10 chứ. Bên đó là hình như là -12, -9 gì đó. Ok, trên là cũng dễ dữ lắm, nhưng mà quay lại, nói chung là tụi đó rất là push để mà đẩy được ra project thành công. Thì lúc đó deliver được cái LA gì đó. Đại loại là fast forward thì quay lại, anh làm với tụi nó rồi, anh nghĩ wow, mình có thể manage được công ty một team tới 20 người, team 4-5 thằng ở Argentina, 4-5 thằng tại Sydney, rồi 6 thằng ở Việt Nam nữa. Nói chung coordinate mọi thứ mình cũng deliver app tới cả triệu người dùng. Thì nó cũng là good time rồi, good time to go. Và nhưng mà còn cái điểm nữa là làm anh bực mình nữa, thật ra một lý do đóng góp cho cái chuyện, lý do lớn đóng góp cho cái chuyện là anh leave up là tại vì công ty Scarecrow đó họ không có thuê đúng người làm marketing, thành ra product rất tốt đó, rất tốt as in là feature rồi nhỏ rất smooth, cầm app lên xài rất mượt, kết quả tính toán rất đúng, nhưng mà nó lại thua một cái app khác cũng ra đời đồng thời luôn đó, tức là Movit app nó ra đời đồng thời, mà trong khi tụi anh tới 1 triệu user thì mở nó lên check thì nó có bao nhiêu triệu user, 12 triệu user, khi mà tụi anh tới 1 triệu nó là tới 12 rồi, cùng thời luôn, cùng thời điểm nó start cùng thời luôn đó. Thì anh rất là disappointed về vấn đề đó. Lý do là tại vì founder thuê người yêu làm marketing. Bạn hiểu chưa? Hiểu cái lý do mà công ty này cấm dating chưa? Đó. Marketing siêu shit. Nó thành ra là coi như mọi nỗ lực engineering rất tốt. Đúng không á? Tức là tại sao? Tại vì lúc năm đầu tiên là grow power lên tới 100.000, năm sau là lên tới 1.2 triệu, lên tới 1 triệu chứ. Đó. Còn cái công ty kia nó cũng mấy năm đầu nó lên từ sau đó nó bùng nổ luôn. Đó. Thì sorry anh publicly phê bình công ty cũ, nhưng mà ý anh nói đây tại vì nói chuyện với product owner mà để các bạn product owner mà làm, tại vì các bạn cũng phải hiểu là mình phải quản trị những cái điều đó như thế nào. Ok nha. Thì đó, rồi xong rồi anh mới về Việt Nam. Anh nghĩ tức là lúc đó là anh muốn là giống như anh, tại vì anh cũng quá bực mình rồi đó, nên anh nói với lại product, nói với lại sếp là liệu rằng có thể là separate ra một cái project mà anh làm product owner cho cái project đó, và thị trường nó cũng bự hơn cả public transport kìa đó. Và anh tự, tại vì anh đã biết cách thuê người ở Việt Nam, anh thuê người ở Việt Nam như thế nào, tức là Việt Nam thì labor cost rẻ hơn bên đó nhiều, và anh biết thuê đúng người nữa đó. Điều hay mà không được schedule là anh phải nói là schedule quy trình hiring rất tốt đó, mà vì mà anh cũng áp dụng vô thì mình nghĩ anh có on time trước đó. Thì cái desire của anh á là autonomy. Thì anh cũng hy vọng là các bạn product owner của công ty khi mà join sau này á là cũng phải có autonomy, tức là muốn làm cái gì đó rõ ràng, tức là muốn đóng góp một cái gì đó massive vô công ty, ok, với những cái talent mà công ty có, ok ha. Và ví dụ như các bạn muốn là reward, giả sử như là công ty
hoàn toàn có thể create ra được một cái công ty con mà các bạn nắm majority share, công ty EyeQ mẹ nắm minority share thôi. Ok, shouldn't be a problem at all ha. Thì bởi vì sao? Bởi vì nó đến từ cái khao khát của chính anh, đó là mình cần một cái team mà non bullshit. Ok, chính xác là non bullshit đó, để mà work, để mà drive, để mà đẩy cái product tới. Và thực sự là nếu anh làm được cái đó là có ích cho công ty schedule, có ích cho profile của anh. Ok, và có ích cho giả sử số developer mà join đó. Nhưng mà cái điều đáng buồn là cái các cái founder của công ty đó không thấy giống vậy. Ok ha. Rồi fast forward bây giờ, ví dụ quay đó tại tới bây giờ luôn ấy, công ty đó start từ 2011 mà tới bây giờ mới vừa rồi 2019 đó, bán lại cho một công ty kia với định giá là 13 fucking million. Quá ít. Một công ty mà tới 9 năm ok rồi bán 13 million. Nói cái blood and sweat của anh put vô đó rồi anh nghĩ là phải còn hơn á. Má, đó thành ra là rất là disappointed. Tức là ở Úc, tức là ở phương Tây, nói chung là thị trường phát triển á, mà 13 million là con số quá khiêm tốn cho 9 năm làm việc. Nè, bạn anh thôi, một có một người bạn anh star trong phòng của anh ngồi yên một chỗ. À bữa nay anh mời bạn anh đó về nói chuyện với em sẽ thấy trong căn phòng 6 mét vuông star một trang web job crawler đó có tên là jobseekers.com.au ngồi 5 năm bán trang web đó 26 triệu đô. Ok, thành ra cho tụi em biết là cái perspective đó là một công ty mà một tập thể rất to đó, tới bao mấy người mà 9 năm mà chỉ 13 triệu là công ty fail. Ok, thành ra stock của anh đó nó cũng không có giá trị nhiều không như vậy trong công ty đó. Anyway thì rồi khi mà anh về Việt Nam á, thì lúc đó tất cả những saving của anh, tiền tiền thời học bổng, tiền đầu tư chứng khoán Tesla, rồi tiền làm công ty schedule sùm vào làng luôn, anh gom lại hết xong xuôi được 30.000 đó, xong thực ra 40.000 chứ đó, 40.000 xong cái anh mới khai báo bỏ mức về Việt Nam. Cái lý do anh về Việt Nam không phải là gì hết, mà cái lý do như sau. Thật ra anh muốn startup ở một cái thị trường mature và thị trường mà dùng mình có thể dễ grow công ty thành unicorn. Nhưng mà mấy đứa đoán thử coi, đoán là tại sao không nên start số tiền đó ở công ty ở thị trường đó? Tại vì anh gần như là first timer. Tức là trước đây cũng star ở Việt Nam, đúng không? Này nọ anh cũng fail. Đó, tức là anh gần như là newbie, tức là anh vẫn là engineer. Ok, đó. Và anh biết luôn, cái startup mà sắp tới là anh sẽ cầm tiền anh star, bao nhiêu tiền nó sẽ biến hết. Đó. Vậy thì bây giờ là ở bên đó 50.000 đó, mình nghĩ làm việc chẳng hạn, mình ở nhà thuê, ví dụ nhà thuê mặt bếp nhất là cũng là 1.000, 2.000, 3 tháng, mà lúc đó anh ở tới 2.000 mấy tháng rồi. Đó, tại vì lúc đó anh làm cộng ăn lương mà, đó làm cộng lương thì lương nhiều, tại sao mình không spend cho đời sống khỏe chút, đó. Nhưng mà khi mà đó, ha, tóm lại là nếu 50.000 anh chỉ có thể đủ nuôi một mình anh một chỗ trong vòng một năm, không đủ 5 năm giống như anh bạn anh, đó. Vậy thì bây giờ mình biết là mình sẽ mất số tiền đó, câu hỏi đặt ra là phải làm sao mình gain cái maximum từ cái minimum cái cost đó, đúng không? Tại vì anh biết trước anh sẽ fail đó, tất cả product owner ở đây cũng vậy. Khi mà tụi em vào công ty chẳng hạn thì nói chung á là công ty này thì cứ sai đi anh cũng cho phép. Nhưng mà chỉ có người ngu, thằng ngu mới sai hai lần. Ok, tức là sai lần, hoặc là mình có thể refresh lại như sau. Sai lần thứ nhất là do bạn có lỗi, nhưng mà sai lần thứ hai là do lựa chọn của bạn. Ok, nên vậy là các product owner của công ty này á, mà làm cái hàng mà có nghĩ ra cái ý tưởng gì đó thì không hoàn toàn có thể là không được, nhưng mà cái point là phải má con đang bận
cái điều tuyệt vời là khi đi làm startup mà có ba mẹ ủng hộ. Thật ra không. Rồi, ok. Nên bây giờ anh biết là 50.000 đó sẽ được burn mất, sẽ bị burn mất. Nên bây giờ anh về Việt Nam anh làm cho nó tốt. Mà ở đây á, khi anh về Việt Nam á, mới đầu anh start cái gì á, cái công ty tên là Pinride, nó có cái app tên là Pinbike đó, với intention là mình sẽ mở ra Pincar, mình sẽ mở ra Pin Helicopter, whatever, ok, Pin là gym á. Thì những cái value proposition của nó là làm sao giúp người ta đi chung với nhau, đi từ điểm A tới điểm B, ok. Tại vì cái ý tưởng đó là từ bên Úc á, anh cũng hay đi travel ở bên đó là vui lắm. Nó có, mình có thể bỏ lên cái bulletin á, mình đăng là ok, ngày mấy tao muốn đi cái chuyến trip từ Sydney lên trên Queensland, giống vậy nè, đó tao cần tìm bạn. Thường là mình hay thuê gọi là camper van. Phong trào camper van là một chiếc xe tải to mà trên đó mình có thể có nấu ăn đồ, có điện nước rồi này nọ, cả giường rồi này nọ, trai gái có thể làm gì thoải mái trên đó luôn. Đó thì đó là phong trào camper van, thì tụi bên Úc nó cũng hay đi lắm, và đó là cách người ta tìm, thì anh cũng đi mấy lần rồi đó. Thì anh nghĩ rằng cái phong trào mà đi chung đó này nọ, đặc biệt qua Việt Nam qua xe máy đó, xong anh làm ra cái lúc đó anh làm ra phiên bản đầu tiên thì cho người ta đi chung nhau. Xong cái làm ra xong cái gửi báo tuổi trẻ là báo tuổi trẻ đăng lên, nói ok hay quá, chương trình tại vì đi chung nhau có thể giảm kẹt xe, bảo vệ môi trường, rồi có mối quan hệ social với nhau, ok, rất hay đúng không? It sounds interesting, it sounds great, but in reality nobody fucking use it. Không ai dùng hết đó. Đăng lên báo thôi, một ngày được 2.000 download đó, ngày hôm sau nữa là TV tới sắp xếp là phỏng vấn đồ này nọ rồi đăng lên tiếp đó. Xong rồi ngày hôm sau nữa thì có 200 triệu được đăng lên, nhưng mà chỉ có 2 người match với nhau. Thì đó, anh không hiểu tại sao nữa đó. Xong anh cũng tìm hiểu này nọ, anh tìm hiểu rất nhiều điều. Fast forward một chút thì sau này khi mà anh nói chuyện với anh Sơn kia, anh mới nói điều là ồ ok, em thấy chưa, tức là rất nhiều người vô, rất người thấy hay vậy, nhưng mà rốt cuộc rồi á, tại sao không xài đó. Cái anh mới phân tích, có thực ra tại vì chỉ có khoảng chừng 2 người match với nhau về chuyến đi, thời gian và địa điểm, và chỉ có là lúc mình đi ra thì chỉ có là 1 cặp đang 4 người match với nhau, tức là 2 cặp, nhưng mà lúc mình đi ra thì chỉ có 1 cặp có thể arrange được với nhau thôi. Tại vì sao? Tại vì á, cái cặp đó nó đi xa. Còn những cái cặp bình thường á, nó đi ví dụ như nó đi là 30 phút mà thời gian dắt xe ra gọi điện tới lui này nọ mất 10 phút mẹ rồi. Đó thì mất 1/3 thời gian để mà hẹn hò này nọ đi thì người ta sẽ không đi. Thì có nghĩa là cái app này ngay từ đầu nó fail cái gì biết không? Nó fail cái value proposition, tức là cái lợi ích, cái tuyên bố giá trị của mình cho user. Họ đi vì gì? Ok, nếu mà họ nói là họ đi vì gặp gỡ bạn bè thì liệu đó, cái điều đó nó có đúng không? Nó có, tức là nó có đủ nhiều để người ta bỏ ra cái hassle, hay là người ta lên Tinder cho khỏe. Nếu mà người ta đi bởi vì tiết kiệm tiền thì người ta cần không? Tại vì xe đó xe của người ta đó, ai hầu như ai cũng có xe rồi. Còn nếu người ta đi bởi vì giảm thiểu môi trường thì nghe thì hay đó, nhưng mà in reality nobody fucking care about the environment. Ở Việt Nam là vậy, ở Úc thì rất care nha, ở Úc thì rất care đó. Mua đồ này nọ, đồ gì mà environmental friendly mà cao giá hơn 20% vẫn mua bình thường, ok. Đó, thành ra là cái value đối với từng cái market đó nó phải đúng, ok. Đó, cái habit của người dùng ở Việt Nam cũng không tốt, ok. Nên bởi vậy là cái điều đầu tiên muốn build cái gì đó là phải có value proposition design đó. Rồi sau thì mình fail cái đó để coi như mình thua, thì sau này anh mới có được cái làm sao mình biết được là value proposition design của mình tốt, thì là anh sẽ tới phần đó. Rồi quay lại cái chuyện cái pin bài đó, bắt đầu cái anh mới đổi qua làm cái mô đồ giống như là Grab Park, là đặt cái con người chạy tới liền đón đi đúng không, xong trả tiền. Thì lúc này value proposition có không? Có, bởi vì thằng lúc đó chắc có thằng Grab Park rồi, rõ ràng người ta có xài Grab Park rồi, mình thấy rồi luôn. Uber ô tô nó mới chưa ra nha. Bây giờ mình có thể là number 2 thì thị trường đâu sao đâu. Đó, mình thay nhập qua đó liền ngay tức. Ok.
bắt đầu cái anh chạy lát đát cũng có người sử dụng này nọ đó, rồi cả team luôn, cả team developer lẫn product manager lúc đó marketing là chạy ra ngoài ra đường mà làm xe ôm hết. À đó, về mặt US đó là founder phải làm chuyện đó. Mấy đứa tìm mấy đứa hỏi anh Hải là head của Foodie, của Now Delivery á, anh là head luôn á, quản lý mấy ngàn tài xế, quản lý tất cả nhân viên dưới như anh phải chạy ra đường anh làm tài xế đó. À, để anh hiểu được cái US trải nghiệm hiểu không đó. Xong cái má kêu tung tung, má cho con anh học gì, con có bằng tiến sĩ gì cũng luôn, bây giờ anh chạy xe ôm. Nhưng mà đó là suy nghĩ của ba mẹ, hiểu không, không có hiểu đâu đó. Thì mấy đứa đừng có mong là nhiều người sẽ hiểu đó, đó. À, chỉ có startup với nhau hiểu. Xong cái nhưng mà cái điều quan trọng là anh có user đắt, nhưng mà khi anh đi gây vốn thì những nhà đầu tư, các cái nhà đầu tư họ hỏi chứ ồ mày biết mày cạnh tranh với ai. Xong kêu ớ thì đang cạnh tranh với Quick Grab với Uber. Xong họ cười hè hè, ồ vậy tại sao mày không đi game 4. Nó kêu thì tao đi game 4 để cạnh tranh. Nó kêu là sorry, tụi tao giả sử tao so sánh cái team của nó. Vậy nó hỏi tiếp, vậy thì ok mày có gì hơn nó mà mày đòi raise vốn cạnh tranh với nó. Đó thì anh cũng nói là cái app của tao vậy nè, mở ra ở trong là cái gì á, ở trong là địa chỉ. À tại vì với kinh nghiệm từ schedule của anh về, nên bây giờ cái team mà ba bạn mà từ schedule mà join với anh á đó, ba bạn đó làm rất giỏi, ba nó cứng lắm đó, ba nó rất cứng thì nó làm rất giỏi. Xong nó tuyển thêm ba thằng khác nữa là 6 thằng đó, làm buồn buồn ngày đêm luôn, thứ bảy chủ nhật luôn, từ 8 sáng tới 12 đêm luôn, có đứa ngủ lại ở lại công ty, ăn ngủ nghỉ công ty á, vài mai làm tiếp luôn đó. Như vậy thằng tụi đó rất giỏi, tụi đó làm mấy cái map mà trong địa chỉ mà xịt 2-3 lớp luôn ra đúng ngay bon, chứ không phải như giống như là ba cái map app rồi Uber bây giờ quên Grab hay là mấy cái app khác Uber giờ quá xịt tới độ là sạch địa chỉ của mình sạch đâu bây giờ ra không phải ra ngoài kia không đó. Thì tụi anh rất là tự hào về technical, về bản đồ, về optimization, về routing rồi nọ, về cái chuyện cập nhật live traffic rồi đó. Anh nói là của tao xịn sò hơn của nó nhiều, và US rồi sử dụng nhiều hơn này mà. Cái nó kêu, xong nhà tôi kêu ok right, nhưng mà tại sao người ta lại xài app rất nhiều như thế này? Ok, câu trả lời lúc đó tụi em có không? Bây giờ tụi em có không? Đúng rồi, khuyến mãi nhiều hơn. Toàn một câu không là chuyến đi phí 2.000, 3.000, 4.000. Ok, ha. Nên bây giờ đây là cuộc chiến về gì? Không phải cuộc chiến về technical, cuộc chiến về tiền. Ok, cuộc chiến về tiền. Đó, thành ra là đi raise vốn mà họ thấy mình chỉ có hơn technical tí xíu, mà cái cách mà mình nói chuyện á, hay là mình propose cái value của mình á, nó không có tốt. Thành ra là họ không có tin, mà nhìn vô là họ không tin rồi. Tại vì mình propose, mình quýnh cái thằng giant mà cái lợi thế của mình chỉ là lợi thế tí xíu về technical thôi, không có nghĩ vậy. Nhưng mà similarly, anh có theo cái case này 2 năm sau anh mới có câu trả lời. At the same time luôn mà anh start cái Kinbuy ở Việt Nam á, thì ở một cái đất nước nhỏ nhỏ dân số 300 triệu dân tên là Indonesia, có một cái app khác Gojek. Ok, họ cũng start giống thời gian luôn, tháng 5, tháng 6 gì 2015. Ok, và chỉ cần là giống như là anh thấy thằng này nó start, mà mới đầu lúc đó anh mở lên coi nó là một cái app đặt xe ôm, mà giống như là vẫn còn mấy cái ông xe ôm ở ngoài, giống như cái app quản lý xe ôm vậy, đơn giản bình thường. Tự nhiên thấy tới tháng cái gì á, tháng cỡ tháng 12 bắt đầu cái năm nay 10 mấy triệu đó. Xong rồi ok, fast forward 1 năm sau, 1.5 năm sau thôi, anh thấy nó raise đâu đó là tới 100, không, nó raise lúc đó là 50 mấy triệu, value của nó 300 triệu. Anh nói, cái thằng này có cái xe ôm không mà làm sao mà nó cái éo gì mà nó tăng trưởng kinh hoàng vậy đó. Tức là lên ban valuation lên 300 triệu chỉ sau 1.5 năm thôi đó. Anh theo cái case đó 2-3 năm luôn. Xong cái anh đi bắt đầu cái app, bắt đầu cho mở đâu đâu ở Việt Nam, anh mở nhiều coi thử, anh mở ra cái Gojek đó, thành một cái giống như là đặt đồ ăn, rồi đặt massage, rồi đặt tùm lum tà la trên Gojek, không phải chỉ có xe ôm không. Ok,
Rồi mà anh thấy ủa mà mấy cái use case đó anh thấy cũng bình thường quá mà, ví dụ đặt thì mấy thằng kia đúng là đặt ngay vậy thì cái yếu gì mà nó tăng trưởng tinh thần và nhà đầu tư chịu bỏ tiền nhiều vậy? Ok, một ngày làm trời anh có câu trả lời. Google Venture đầu tư vô lúc sau đầu tư vô 200 triệu hay sao á, không biết nữa, anh nhớ lắm, nhưng valuation lúc đó là tới 1.5 tỷ. Và đúng ngày hôm đó luôn, Gojek tuyên bố một câu: tụi tao có cái Go Wallet. Ok, tới đây tụi em hiểu chưa? Đó, có nhiều con đường để trở thành cái ví điện tử, nhưng mà Momo giả sử đánh mass ra tiếp thị tùm lum la, cho tiền lum la đó, nói là ê tao là cái ví điện tử, tao là cái ví điện tử, mày mua mày xài tao đi. Gojek là tầm nhìn của nó rất ghê đó, là ngay từ đầu là nó nói là cuối cùng rồi tao sẽ tới ví điện tử, nhưng mà chẳng qua mấy cái kia á là tao làm cái kiểu là tao lấy user. Ok, thành ra nó làm nó đẻ ra các dịch vụ con hàng loạt luôn, lỗ cũng được không sao hết, nhưng mà system nó build rất tốt, system nó build theo dạng super app để nó phục vụ cho cái vision là sau này tao sẽ trở thành wallet. Ok ha, đó thì anh theo 2 năm đó anh mới lòi ra được câu trả lời. Đó thì nói chung là các product owner như tụi em khi mà tụi em làm sản phẩm em phải coi thử những cái case, phân tích những cái case giống vậy là tại sao họ được vậy, được vậy. Ok, thì again value proposition ha. Thì sau này mới biết tại sao thằng Nadim á, khi mà nó đi nó nói chuyện với mấy cái quỹ lớn đầu tư ABC là người ta bỏ tiền nó đi, bởi vì là nó đã làm cho Lazada đâu đó 3 năm, nó quá quen với lại platform rồi. Platform ở giữa cái chuyện mà cuối cùng rồi demand supply như thế nào, cuối cùng rồi nó sẽ tới cái gì, nó đúc cái gì, nó có quá nhiều kinh nghiệm và cái tầm nhìn nó rất xa, lúc đó mình còn đặt xe đặt đồ này ở mình nói mình sẽ compete với Grab đồ, trong khi Gojek nó làm ra vậy, tới độ sau này thằng Grab phải học Gojek với cái bài GrabPay, thực ra GrabPay là Grab học y chang Gojek đó, rồi mấy ông nội Việt Nam cũng bắt đầu học hết, thực ra là từ Gojek mà ra, cái thằng nó smart cái chỗ này. Vision rất lớn và cái team engineering của nó cũng giỏi nha. Đó, ngay từ đầu nó đã build một cái hệ thống là dành cho scale, ok, để nó tương lai nó scale nhanh. Đó, cũng khiếp cái số lượng user của nó tăng là sau năm nó tăng tới khoảng 30 mấy triệu. Đó, cái lượng user một năm thôi nó lên 30 mấy triệu user. Thì nghĩ coi tụi em cái instant mà phục vụ một lúc mà 30 mấy triệu user, tức là giả sử 1/10 thôi, 3 triệu user, 3 triệu connection cùng lúc thôi, là thấy nó khiếp tất cả nào, ok ha. 3 triệu concurrent user. Ừ. 300 triệu. Even more, bây giờ còn hơn nữa em. Bây giờ còn hơn. Đó. Cái em coi mấy cái bài mà tech talk của Gojek nó văng ra kinh hoàng. Đó. Mà ví dụ bây giờ nó còn làm mấy cái transaction về payment nữa là nó còn khó tính nào. Đó mà nó chơi lô, đó, nó cân hết là cái đội technical của nó ngay từ đầu là cái lay cái foundation rất tốt, okay, mà engineering để phục vụ cho cái vision to đó ha. Rồi ok, thì quay lại câu chuyện của mình thì đó, là trong quá trình mà anh vậy thì trong quá trình anh làm mà mình fail hoài vậy thì câu hỏi mình đặt ra là cái gì, có cần phải đặt lại gì đúng không? Thì anh đang nãy có kể anh đặt rất nhiều câu hỏi, cuối cùng anh mới tới gặp anh Sơn hỏi là ok phải làm gì, phải build như thế nào mới thành công, thì anh hỏi ở tâm lớp cuối cùng anh mới loại được là value proposition thì loại cái value proposition phải đúng, ok ha. Rồi nhưng mà còn một vấn đề nữa anh nói cũng rất là quan trọng là sau này lúc đó thì anh chỉ nói là unfair advantage của em là cái gì, ok, nhưng mà sau này anh đọc nhiều sách này nọ thì anh có reframe lại như sau. Ví dụ như unfair advantage của thằng Grab là gì biết không? Thực chất mình dùng chữ unfair advantage cũng không có đúng, tức là những cái lợi thế mà bất công thì cũng đúng, mà thực ra mình dùng cái leverage, tức là đòn bẩy. Ok, thì leverage của Grab là gì? Tiền. Tại sao là tiền? Đúng rồi, đúng. Nhưng mà thật ra là vậy nè, Uber vô trước, Uber làm ở Mỹ trước đúng không? Cũng có tiền, nó tùm lum tà la hết đó, xong Uber qua Việt Nam. Đó, giả sử một thằng, giả sử như anh đi chẳng hạn, tại sao anh cũng start ra mà cũng có tiền?
ok, hay là mấy thằng Việt Nam lúc đó cũng có nữa, cũng Việt Nam cũng có một số app tiếp nữa đó. Hồi đó anh rất là ngây thơ, anh nhìn vô mấy thằng Việt Nam mà anh cũng lo sợ ngày nào nó đã ăn hết bánh của mình, thì ra không có đó, thằng Grab lù lù xuất hiện. Leverage của thằng Anthony tên founder của Grab là vì là gì, nó con tỷ phú sẵn này, hoặc là con của multi million dollar, là con của triệu phú mà giàu, rất giàu sẵn ở bên Mã Lai. Ba nó là cái chủ bán xe hơi siêu sang, vài chục cái salon bán xe hơi siêu sang rồi đó. Nên bởi vậy là thì không có gì ngoài điều kiện. Ok, thì leverage của him là tên, còn leverage của Uber là ý tưởng, là kinh nghiệm. Tại vì Travis Kalanick là trước đó cũng làm cũng exit vài cái startup nhỏ nhỏ thành công rồi. Còn Garrett Camp là co-founder đó, là exit cái gì giống Flickr mà nó quên trả tên này. Nói chung là mạng xã hội về hình ảnh cũng exit rồi. Không phải Pinterest Media, nó bự rồi. Ben Silverman ha. Đại loại là người ta leverage cái track record của người ta. Người ta phải có track record thì cái thằng kia nó mới tin tưởng có tiền vào. Nhưng mà có một điều nữa, điều quan trọng nữa là gì? Là cái leverage á, nếu tụi em để ý kỹ tụi em sẽ thấy là mỗi lần á, không biết tụi em có đọc lịch sử của tech rồi nọ, mỗi lần á mà có cái sự thay đổi về platform á, là một loạt người mới, tỷ phú mới ra đời. Ví dụ ngày xưa là thời của Intel này nọ, đúng không? Nó bùng nổ lên chip bán dẫn này nọ, có tỷ phú như là Andy Moore rồi, Tim Cook Andy Grove chứ, rồi Moore rồi, Gordon Moore. Rồi khi mà tới cái thời mà software, tự nhiên mấy ông như là Bill Gates rồi này nọ, Steve Jobs rồi nổi lên, đúng không? Thời internet tự nhiên có Yahoo, Jerry Yang rồi này nọ, rồi Google nổi lên. Nè. Xong cái tới thời của app thì tự nhiên có Uber như này nọ nổi lên. Ok. Nè. Nên cái điều quan trọng là gì, là mà những thằng đó nó không phải, ví dụ như mấy cái người kia, người ta không phải là con tỷ phú gì sẵn. Ví dụ Sergey Brin, co-founder của Google đi, ông là migrate từ Nga qua mà ông học chung với lại Sergey Brin, với lại Larry Page ở Stanford. Leverage quan trọng của ông á là gì biết không? Đọc. Leverage tí là đọc lạ đúng không? Tại sao đọc, tại sao lạ? Có. Ok, technical. Thực ra chính xác á, có khó cái máy, đọc cái máy thế nào cũng có người copy. Cái quan trọng nhất là timing. Ok, cái leverage mà free mà mình không có phải là con của tỷ phú hay gì gì đó này nọ đúng không? Không có mối quan hệ tốt hơn gì, mình chỉ có cái timing thôi. Tại vì timing là free cho tất cả mọi người. Tất cả mọi người nếu mình chọn đúng cái thời điểm, mình vô đó làm cái đó. Rồi, cái timing nó là quan trọng. Ok, thành ra là đó, khi mà mình làm ra sản phẩm rồi thế nào cũng có thằng copy. Ok ha. Nên bây giờ mình phải hiểu cái leverage của mình. Rồi, quay lại câu chuyện mà khởi nghiệp ở công ty này. Thì khi mà anh fail quá trời rồi thì anh mới hỏi anh, bây giờ trong startup á, cái điều tuyệt vời nhất là gì? Điều tuyệt vời nhất á là có thằng nói tới, ê, tiền đây, mày làm giùm tao sản phẩm này cả. Ok, đó là điều tuyệt vời nhất. Tại vì sau hai cái startup đầu là toàn là đi anh đi nói với người ta là ok, này nọ cái gì đó tốt quá, gì vậy, xài gì nó ép còn nào xài. Tức là người ta có xài nhưng mà tiền trả không đủ nguồn chi. Ok, cái startup Pinbuy là coi như hai lần fail. Cái startup mà Checkout.vn là startup mà đưa đón người đi ở sân bay á, này nọ. Thì tức là cái model sau khi anh bị anh fail cái Pinbuy rồi á, lúc đó còn có 2.000 đô thôi. Cái anh mới là 2.000 đô, đó là 2.000 đô tiền vé máy bay để bay ngược từ Việt Nam quay lại Úc. Ok, chính xác là 1.700 mấy đó. Là anh quyết định là coi như là qua sông thì phải đốt cầu. Biết cái nhân tích đâu, qua sông phải đốt cầu để mà chỉ còn đường đi tới thôi. Nếu mà anh còn giữ cái tiền 2.000 đô anh sẽ quay lại.
ok anh sẽ develop đó. Thành ra là anh đem 2000 đó đổ qua một cái model Scarafia để mình thử một thứ mới đó, là có thể nó work không. Và cách thử mới này á, sau mấy lần ghi là spend bạc mạng rồi thì anh phải tiết kiệm lại, thì mình mới biết là sao. Có cách nào mình tạo ra business model đó trước khi mà nó exist rồi? Tức là anh muốn mở ra cái dịch vụ thuê xe, đặt xe từ sân bay trở về nhà người ta ở Biên Hòa hoặc ở Đồng Nai, ở Biên Hòa Đồng Nai hoặc là Bình Dương hoặc là Vũng Tàu. Có cách nào mình mở ra mà ship it xong? Right, good. Đó là kiếm khách cho người ta đưa tiền cho mình trước, rồi sau đó mình mới kiếm tài xế. Ok, đó cái điều mà anh cái câu hỏi số 1 mà anh trả lời á, đó là có ai đưa tiền cho bạn trước khi sản phẩm even exist không? Vậy thì bây giờ phải làm sao? Ok, ngày đó có một em intern đó tên là Hà và một em intern khác tên là Mạnh. Đó, hai đứa đó từ anh về Việt Nam intern ở công ty anh. Hà về intern, còn Mạnh thì ở đâu đó bạn của anh. Em mới nói là ok, bây giờ để mà làm được cái điều anh nói đúng không? Thôi bây giờ cho tụi em thử thôi. Đó. Ở đây á, nếu các bạn product owner future, tụi em thấy cái hack ở đây hai bạn rất thông minh như sau. Đó, anh đặt ra là bài gì á, xong các bạn kêu ok, bây giờ anh chỉ cần cho em thử thôi. Là cho em 50 ngàn ngày em chạy quảng cáo Facebook. Tức là hai đứa nó ngồi móc cúp ra mấy cái trang gọi là fanpage là Shaka.vn đưa đón đường dạy Tân Sơn Nhất Biên Hòa, Shaka.vn đưa đón đường dạy Tân Sơn Nhất Vũng Tàu, ABC, tụi nó móc cúp ra, tức là nó làm cái fanpage mà nó chạy quảng cáo. Vậy thôi, một ngày 50 ngàn. Ngày đầu á, ngày đầu thôi, có 2 order. Ok. Đó. Qua ngày mai có 4 order. Đó, mà ví dụ ngày đầu có 2 order đó tụi anh sập được. Tại vì đeo tiệm ra lại sẽ. Nhưng mà qua ngày mai có 4 order là làm được. Tiền tài xế đâu mới được, biết không? Và ví dụ tại sao người ta vô người ta đặt, biết không? Unique selling point là gì? Là rẻ hơn, ta sẽ. Đó. Người ta vô người ta đặt 300.000. Tại vì tụi anh chào là từ đây tới Biên Hòa chỉ có 300.000 trên thị trường, tại 350.000 thôi. Ok. Đó, tụi anh chào 300.000. Bắt đầu là gặp tài xong bắt đầu thuê tài xế. Thì tụi anh cũng again qua ngày hôm sau mấy em mới biết là mấy em lên đó, mấy cái group là tài xế Biên Hòa này nọ, ông sợ tụi nó đang ok là xe cần xe đi từ Tân Sơn Nhất về Biên Hòa lúc mấy giờ mấy giờ á, giá 350. Đó, tức là giá bao nhiêu anh, rồi mấy em nó trả lời 350 thuê luôn. Đó, tức là mỗi chuyến đi như vậy á công ty sẽ lỗ 50.000, nhưng mà totally fine. Rõ ràng á, mình chỉ bỏ ra một ngày 4 chuyến là lỗ 200.000, mà mình confirm được cái business idea. Thay vì mình build lên cái app, build lên cái website của mẹ đó là bên mức mẹ 50.000 luôn, là 1 tỷ mấy luôn. Đó, mà không có ai xài. Ok, yeah. Đó, cái hack nằm ở đó. Tức là các product owner tương lai tụi em phải hiểu điều đó. Tức là có cách nào rất là cheap mà thử được idea. Ok. Và mình sell nó, mình collect tiền trước khi mà mình thực hiện dịch vụ luôn. Giả sử 4 chuyến đó tụi anh in và anh không sợ người ta thì tụi anh cũng có 120.000 nhỏ mà. Mình chịu 2 chỗ rồi, tại người ta trả tiền trước mà. Đó. Đó, người ta đặt, người ta trả tiền trước, chịu 2 rồi. Đó, bùng tiền thì mình sẽ được 1.2 triệu. Yeah. Ha. Nên bởi vậy á, cái điều đó tưởng khó, nhưng mà thực ra làm được là phải sell trước khi cái product even exist. Ha. Xong rồi mới thấy, cái bài này phải lặp lại, phải lặp đi lặp lại được. Xong, tức là rút ra được kinh nghiệm rồi đó. Rồi xong á, nhưng mà đồng thời á, là nó có cái nữa là cùng lúc đó anh có rất nhiều là request từ bên Mỹ gửi về kêu là ê mày lấy cái source code của Pinbuy mày modify lại một chút rồi mày làm lại cho tao trả mày nhiêu tiền, đúng không? Sau khi anh kêu ok, làm cũng được, nhưng mà mày đặt tiền trước không? Thì nó kêu đặt tiền trước luôn. Nhưng mà xong cái hồi thời gian sau anh ngồi anh nghĩ nếu bây giờ mình phục vụ thằng đó vậy rồi cái sản phẩm đó sau đó có xài được nữa không? Thật là không. Đó, tức là bỏ rất nhiều, thuê rất nhiều người về chẳng hạn,
để mà làm một cái sản phẩm outsource xong đó. Đó không chắc là có một hàng tương tự đó. Đó nên mình cứ phải kiếm project hoài thì nó không phải là một cái business, nó không phải là được gọi là có một cái budget. Nên bởi vậy là câu hỏi số 2 lúc đó anh phải đặt ra đó là có bao nhiêu người giống như cái hàng đầu tiên là sẵn sàng trả tiền cho bạn trước khi sản phẩm gì xích 100 thằng, 2.000 thằng. Ok ha. Nên rốt cuộc á là anh thấy là ok, vậy thì bây giờ mình phải cần tới là câu hỏi số 1, câu hỏi số 2 nữa. Đó nên anh nhắc lại hai câu hỏi. Câu số 1, có ai trả tiền cho bạn trước khi sản phẩm gì xích xong? Câu số 2 là có 100 thằng, 2.000 thằng giống vậy không? Ok, nếu có vậy thì mình mới làm. Đó xong rồi anh mới là vận hành cái share card VN đó thời gian. Xong tự nhiên tới một ngày kia thì cái anh Dương founder của Hoa Yêu Thương á, anh chạy qua anh nói Tùng, bây giờ anh cần quảng cáo trên xe của em, xe mà S dán xe chạy ngoài đường em làm được không? Anh nghĩ cái này không biết là có vi phạm luật gì không đó, nhưng mà ok coi thấy không vi phạm luật gì hết. Xong cái đó xong anh thấy ok, anh nói ok vậy anh muốn nhiều xe, anh kêu là 100 xe. Okay. Xong thì ok lên ngày mai anh điều động qua nó ok 100 xe chắc phải 2.000 thôi. Xong cái qua ngày mai chở 50 chiếc xe chạy tới shop của ông luôn đó. Tức là ban đầu điều xe tới mình mấy chiếc rồi đấy. Tụi này sao nhiều vậy xe hơi em, xe hơi bạn gái xe hơi xe cao mà đó. Xong cái ông nói sao nhiều vậy, cái ủ thì anh kêu 100 chiếc mà em mới mười mấy chiếc nhiều gì. Ông kêu chứ anh nói chơi á, chỉ cần 10 chiếc thôi đó. Xong rồi nó càng trùng hơn cái ý nữa là phải thu tiền đó. Nó càng trùng hơn cái ý là phải thu tiền trước khi cái sản phẩm exist, đúng không? Đó xong anh mới nói anh chứ thôi bụng mình anh nói nhưng mà ok em vẫn phục vụ anh. Lúc là mấy ông tài xế khi tới thì lúc đó phải cancel hết cho ông đó, ông này ngày chọn về mà hên nó mới bị mấy ông tới dư à đó, thì mình còn lại 10 ông mình vẫn cần ông. Sau khi bắt đầu cái điều qua giá quảng cáo, nhưng bắt cái anh đó phải đặt tiền ngay lập tức, tức là phải đặt tiền down payment ngay lúc đó luôn, anh phải kiếm được cho anh là 30 triệu đặt tiền số, chứ nếu không anh không làm nữa đó, thì lúc đó anh đặt tiền số và cuối cùng cái campaign nó được thành công. Sau rồi qua tới là bạn anh mới thấy rồi cái này quảng cáo là được quá, bắt đầu cái bạn anh mới đưa vô quảng cáo đi tắt là điện lạnh á, máy lạnh đi tắt á, lúc đó nó cũng mới ra. Sau cái đó quảng cáo là không phải mới ra được 2 năm nhưng đẩy mạnh thị trường, nó quảng cáo 50 chiếc đó, từ 10 chiếc xong tự nhiên lên 50 chiếc đó. Rồi bắt đầu các em nghĩ a cái này bắt đầu tức là có scale rồi đó, thì the rest là history. Sau này thì sẽ cao quá tới lúc lên tới 2.200 chiếc trong một năm đó, thì revenue của nó là 1 triệu đô trong năm đầu đó. Năm ngoái thì nó hơi xuống chút tại vì có những hàng cạnh tranh không là mạnh, nhưng về cái topic cạnh tranh không là mạnh và làm sao mình giữ được cái show của mình không có bán cái show của mình, ok, bán cái linh hồn của mình, thì cái đó nó sao ok. Ha. Nhưng mà đó, năm nay thì revenue lại ổn lại. Ok. Thì ha, nhưng mà anyway, cái ý tưởng là làm sao share cái nó ra đời là nhờ anh follow strictly hai cái câu hỏi đó. IQ ra đời thì nó cũng follow almost strictly hai câu hỏi đó luôn. Ok. Ha, cũng y chang như vậy luôn, mình cũng có người mua trước rồi nè, cũng có người đặt tiền trước và bắt rồi xong mình làm sản phẩm cho ta, mình promise là mình sẽ deliver trong vòng 3 tháng. Mình thu trước 30% mất tiền vậy. Ok. Xong rồi cái mình làm, xong mình deliver, mình thu tiền. Ok, đó là project của đó ở Vinpearl nè. Rồi, so far thì đó thì ha. Nên bởi vậy là muốn làm được product gì cũng vậy là phải trả lời được hai câu hỏi và thật sự phải execute được, phải cầm tiền được người ta trong tay. Còn thứ nhất, có sell được không? Nếu mình không sell được á là tất cả những ý tưởng này nọ chỉ là viển vông thôi. Ok. Điều số 2 đó là ngoài thằng đó ra có 100 thằng hay 1.000 thằng sau có giống nó không, có sẵn sàng mua sản phẩm của mình không. Ok ha, chỉ hai câu hỏi đó. Còn ở Việt Nam á mà hy vọng rằng ok mình sẽ làm gì ra đó free, tức là mình làm ra gì giống như pin bay của anh ấy, tức là cho người ta xài free được một ngày nào đó, mình có nhiều data rồi mình collect lại xong mình có thể thu lời sau á, thì likely là mình sẽ chết trước khi mình thu lời. Ok ha. Nên bây giờ tóm lại là ok, phải phân biệt được business model, thế nào là SME, thế nào là startup, rồi
khi mà mình biết business model của mình là startup rồi, mình phải trả lời hai câu hỏi kia thì likely là mình có thể start được. Okay, có người hỏi, không sao, bình luận thôi. Rồi anyway, rồi thôi anh nghĩ là cái phần session của anh mà để nói là tới đây hết rồi. Tới đây có câu hỏi gì không? Mấy bạn product, mấy bạn mà đang view á, mấy bạn thích thì lại hỏi nha. Ok. Rồi cô. Ở Việt Nam chính xác là cách nào trả lời được câu hỏi số 2 tại đi ở Chicago. À, good question. Tại vì anh nhìn thấy người ta quảng cáo lên taxi rất là nhiều. Ok, quảng cáo lên taxi rất là nhiều. Mà cái unique selling point của Chicago rất rõ ràng như sau. Là anh chạy tới đâu tôi build km tới đó, tôi gắn cục GPS trên xe. Chứ không phải như taxi là ví dụ như dán lên, có khi nó dán lên nó dán thiếu xe luôn. Mà nó chạy, tức là người ta nói campaign 100 chiếc xe chạy 2 tháng. Đôi khi taxi không phải nó xấu nha, nhưng mà thật sự lúc đó, bây giờ có thể khác. Lúc đó là có khi người ta chạy có tháng 80 chiếc à. Ta chụp hình, tức là chụp hình đại, có lẽ ban đầu đủ 100 chiếc. Nhưng mà sau đó ví dụ như họ cần xe, họ quảng cáo khác, họ lột đủ mất 20 chiếc à. Và chạy mới có 1 tháng thì họ cũng lột xuống luôn. Thành ra mình cũng không thấy. Thì unique selling point á, của công ty Chicago là build theo km chạy, 2 tuần 1 lần bắt tài xế phải chụp hình, report lên. Ok, và dán toàn xe nó đẹp hơn, nó ấn tượng hơn là phải chia sẻ thương hiệu một lượng cửa như taxi. Ok, có rõ unique selling point. Và anh nhìn thấy người ta là quảng cáo taxi, quảng cáo bus, uống sùm bà lằng, quảng cáo ngoài đường rất nhiều. Thì em biết rằng ok, chắc chắn là phải có cái hàng giống gì sẽ đổi qua, thật vật qua hình thức quảng cáo này. Okay. EyeQ đúng không? Ok. EyeQ thì sau khi cái sự ra đời của EyeQ thì nó hơi tréo ngoan chút, là thật ra là từ Chicago Ads. Cái lúc mà anh đi thuyết phục người ta dán quảng cáo lên Chicago Ads đó, rất ít người muốn dán, rất ít người, rất khó thuyết phục người ta. Tại người ta kêu là hình thức này mới quá, mấy ông nó đâu có chạy nhiều giống như là taxi đâu. Đó. Rồi người ta nói được thứ, rồi người ta nói là làm sao biết là người ta thật sự nhìn vô trong cái quảng cáo. Ok. Cái anh mình qua nó ok, tao làm luôn cái này. Cái anh làm ra một cái mobile router. Tức là lấy cái router bình thường đó, mình về tháo buông nó ra, mình gắn nó như con Raspberry luôn, coi như collect hết MAC address của những cái điện thoại xung quanh cái router đó luôn. Tại vì nó xài từ điện từ cái tổ thuốc. Đó. 5V. Thì nó collect hết MAC address xung quanh luôn, đếm được có bao nhiêu cái điện thoại di động xung quanh chiếc xe đó luôn. Mà người ta vẫn nói là tổng tin là có người nhìn, mặc dù anh trừ hết 70% rồi á, còn lại 30% thôi. Cái bừng mình quá, anh nói thôi ok, thích chơi camera, gắn camera vô con Raspberry chạy qua đường quay về, xong rồi dùng object detection đi ra xe cộ rồi này nọ, cái mặt người facing vô trong cái quảng cáo đó, xong lấy cái video gửi cho tụi đó thì nó bắt đầu tin. Nhưng mà sau đó rồi á, trả tiền tụi đó, tụi nó không trả. Tức là trả tiền cho cái chuyện là có video reporting á, là người ta có nhìn vô á, nó không trả. Nó kêu thôi được rồi, bây giờ mày quảng cáo tao chỉ trả tiền cho mày quảng cáo thôi, chứ tao không cần phải trả tiền thêm để cho mày làm cái chuyện video filming để đếm bao nhiêu khách hàng xung quanh. Xong cái anh bực mình quá, nhưng mà anyway anh nghĩ được, thật ra là cái này implication nó rất là lớn. Cho anh mới đi qua, anh nói chuyện với Goldson với là G-Salon, nó kêu là tao là top market, là tao FK đó. Đó, tại cho nên nghe theo đến product của mày, tao không cần, tao không bán. Tại vì tao đâu như đây hết, tất cả các nhà ở Sài Gòn này sống luôn chạy thị phần. Nhưng mà anh em nói chuyện với Goldson là second player, thì họ quan tâm. Đó, họ cũng cho tụi anh vô thử trên cái board của họ, rồi họ cho thử cho văn phòng của họ luôn. Đó, rồi làm ra sản phẩm là cũng gần ok rồi. Nhưng mà again, tới cái bài toán là scale ra thì nó bị cái vấn đề cost. Họ kêu là ok, cái này phải đổi hết tất cả cái màn hình đó. Đó, thì họ có sợ bèo không nổi. Ok. Nhưng mà cùng lúc đó thì bắt đầu cái là Vinpearl với lại The Coffee House, họ muốn trial cái sản phẩm của mình. Đó, thì again, thì đó, đem ra trial rồi xong rồi, mình trial đó rồi xong rồi, giờ hai cái vị trí trial đó cộng với lại là mình đi thi BSSC, cái mình thắng giải.
đó, cộng với cái tài gọi là một cái tài, một cái trò bán nước bọt của anh khi anh đi pitch thì anh thắng giải 200 triệu từ BSC, xong anh có phân đó là xong rồi anh mới scale ra thành một công ty độc lập, xong mới thu hút nhà đầu tư mới vô đó, rồi deliver cái project cho people đó, rồi the rest is history, we are here. Đâu cho sản phẩm nào? Cho sản phẩm EyeQ. À, sản phẩm EyeQ nhiều chứ em, nhiều. Câu hỏi số 2 là câu hỏi của bạn là làm sao trả lời câu hỏi số 2 cho EyeQ. Tức là anh đi nói chuyện với thằng này xong nói chuyện qua anh Bình. Xong anh Bình đó là bên bên vô sinh là quảng cáo, nhưng mà có thị trường này còn gì nữa? Còn customer service là như là the coffee house, như là Vinpearl, tức là những cái chỗ hospitality á, thị trường còn rất lớn. Đó, rồi còn bán lẻ. Đó, cái implication của thị trường này cực lớn luôn. Tại vì basically là tất cả gì EyeQ làm là ráng cố gắng nhìn những gì những human eyes có thể nhìn được, đúng không? Mắt con người có thể nhìn được, thì mắt con người thì mình có thể nhìn được cái gì? Almost everything, đúng không? Almost every situation mình cần visual. Ok, nên có phải là thị trường này rất lớn, more than là billions of dollars. Nhưng mà rồi anh nghĩ tới một điều nữa là mình có thể step ngoài cái AI, còn tức là AI á, là nó AI thì nó rộng, đúng không? Mình bắt đầu từ visual, mình step in tới mình là thằng first in the market. Nhưng mà một khi mình đã dominate được rồi á thì có nhiều thứ khác mình có thể làm, ví dụ như mình làm robotics, mình muốn làm là voice recognition vô để nó kết hợp thành một con robot luôn. Ok, để có thể là trao đổi communicate luôn với người ta, nên có speech recognition kết hợp vô, rồi nó có thể có tích hợp với lại drone bay lên. Đơn giản như là mình có thể làm dự án smart factory. Hôm bữa anh đi nói chuyện với cái nhà máy live stream thì anh không nói tên được cái tên nhà máy đó, nhưng mà ngoài cái nhà máy đầu tiên của mình mà tụi mình đang làm á, có một cái nhà máy thứ hai họ yêu cầu là bây giờ làm luôn cho họ cái con drone tự động bay lên quay video xong tự động đáp xuống, rồi xong cái image mà lấy về là tự động analyze luôn, coi thử là cái máy nó có lủng không. Tại vì sao? Tại vì đối với họ cái chuyện mà máy lủng này nó ảnh hưởng tới nước mưa dột vô bên trong á, tức là security là một, là có ai đi leo lên đó không đó. Tại vì có những thằng rảnh lắm, tự nhiên tại vì cái kho của họ có một cái bồn trên cao, thành ra là công nhân đi lên á, lên cái bồn đó có khi họ đi leo ra quăng máy nữa, có những thằng rất rảnh đó. Thành ra là cái máy nó bị hư, mà cái máy bị hư á thì nó sẽ ảnh hưởng tới nước mà xuống dưới thì nó bị ảnh hưởng tới, tại vì họ là sản phẩm là liquid đó, họ muốn đi ra xảy ra thì họ làm vậy đó. Tức là ý là computer vision nó ứng dụng rất nhiều, rất rộng ha. Nên bây giờ là thị trường là siêu lớn, vấn đề là mình có ăn nổi không, mình có đủ ăn đủ nhanh, mình có đủ talent, đủ trial, tức là đủ gọi là effort chứ, đủ cái effort để mình cố gắng làm không, còn rất nhiều điều cần làm. Làm sao để anh khiến người ta có thể tin tưởng mà đặt trước tiền cọc lên? Right, đó là một cái điều là rất khó nhất luôn á, unbelievable luôn. À, nhưng mà mình phải nói được sức thuyết phục. À, thì có nhiều cách để thuyết phục thôi. À, những nguyên tắc bình thường của thuyết phục thôi là track record, trước đây mình đã làm được gì rồi, đúng không? Họ thấy được một hai cái sản phẩm của mình rồi. Ok, họ thấy được cái demo rồi. Cái demo là demo có thể là chưa phải là sản phẩm hoàn chỉnh, nhưng mà nó là POC, giống như tụi em Neuron cái kia phải demo đó, mình phải demo cho điện máy XYZ đó, đúng không? Rồi xong rồi thấy họ mới trả tiền, mình demo cho shop giày, xong họ coi xong họ mới trả tiền. Đó. Ừ. Còn ngày xưa, ví dụ ngày xưa luôn, đúng không? Thì là cái MVP á, tức là cái sản phẩm mà cù nhất á, mà chạy được á, trong product thì nó có minimum viable product, thì anh thì phải đổi lại minimum sellable product. Đó, cái minimum sellable product đó là, à by the way, là nó xuất phát từ một nhóm intern đại học khoa học tự nhiên, tới intern vào thứ tư và thứ bảy ở công ty xây cao hóa lúc đó. Đó, từ intern, mà từ một project của intern mà mình create ra thành công ty đó. Xưa làm sao anh thuyết phục được mấy anh schedule ở đây là, à tại vì schedule thì cái team ở Việt Nam có 6 người thì 7 người là, thì trong đó là có 3 người
tức là anh phải nói sếp anh đàng hoàng đó là tao rất muốn trial cái project đi chung này nè, tại vì là tại vì anh là cổ đông cổ đông mà có significant share ở trong Skype chứ không phải không đó, nên bây giờ anh không thể nào mà anh ra đi không có vụ giận dữ rồi này nọ, mặc dù anh rất là bực ổng cái vụ mà thuê bạn gái nào marketing, nhưng mà anh ra đi là không có, anh ra đi on good term, anh kêu ok thôi tao tuyển ba người khác thay ba này đó, nhưng mà tại ba này nó làm cái nó rất thích làm cái project đi chung này với tao đó, tại vì ba bạn đó là đã làm cái project trip hero là crowdsourcing về data với anh lâu rồi đó, thì schedule có một project trip hero đó cũng mà nó đó, nhưng mà cuối cùng phải bỏ, thì ba đó nó cũng bị gọi là bị emotional attached vô cái sản phẩm đó, nó thì nó cũng hơi buồn, nên bây giờ khi anh đi thì ba nó theo, thì anh cũng nói Klaus là team đàn này, team Cooper founder đó là ok là tao lấy một ba người ra thì tao trả tiền này nọ, tao tuyển ba khác vô cho, đó thì anh tuyển lại ba người khác. Đó, thì đó. Anh thấy cái sản phẩm mà đi chung của anh ấy, thì cái đó thì tới bây giờ mình thấy nó nhiều phần làm á, là ví dụ như mà đặt cái những cái đoạn đường sai du lịch cái kiểu đấy, thì tại sao mà đó anh lại không tập trung vào cái đó? Như anh có nói á, là cái vali lúc đó ít lắm, với lại cái target và cái market lúc đó là không đúng, anh là đi chung với thành phố, anh không phải là đi chung mà bây giờ em sẽ suy nghĩ có đi để mà cái market nó lớn thì em phải, cái người ta phải dùng hàng ngày, ví dụ như bây giờ đi du lịch thì lâu lâu mới đi đúng không, lâu lâu mới đi, mà em làm một cái sản phẩm em hy vọng lâu lâu người ta mới dùng đó, thì là rồi sao, rồi lâu lâu người ta mới dùng, rồi xong rồi cái là chừng nào em mới có được cái game gì đó từ cái sản phẩm. Cái chỗ mà đó thì anh đó, anh Nam, anh rất là quý giảm, là anh vẫn rất là máu lửa với cái việc là giảm thiểu ô nhiễm đồ này nọ, nhưng mà anh nghĩ rằng á thời thế nó sẽ thay đổi, nhưng mà nó rồi nó cũng qua nhanh, ví dụ như ở châu Âu hiện giờ BlaBlaCar là công ty unicorn nha, hồi đó anh còn đang từng hy vọng rằng ở Việt Nam mình sau khi người ta đi xe hơi được nhiều á thì nó sẽ có trò, ví dụ như em đi về quê ra đúng không, em mua vé thành bưởi đồ này nọ phương trang đâu được đâu, thì em hy vọng em lên đó em book xong cái có người trả về quê, ok em trả 100.000 hay gì đó đúng không, rẻ hơn, tức là một chỗ ngồi rẻ hơn xe phương trang chút xíu, nhưng mà anh thấy là cái đó chờ mà Việt Nam mà nó mature tới mức độ đó thì rất lâu, better là phải chạy qua thị trường mà xe hơi đông, ví dụ như Trung Quốc hay là Ấn Độ, BlaBlaCar nó có qua Ấn Độ thì mới được. Đó, rồi. Ai có ý tưởng gì nữa không? Ai có hỏi gì nữa không? Đó, thấy chưa? Đó là cái điều mà anh nói chung là có một mình nhưng mà nó cũng không giải quyết được gì mà tụi em cần phải aware. Là có 3-4 công ty, tức là mình ra mình là smart, mình là đầu tiên. Mình cung cấp cái dịch vụ cho người ta. Bây giờ có tới 3-4 công ty khác, giả sử như cái thằng We Digital nó cung cấp giống mình, đâu và họ bị cái hợp đồng anh nói rồi đó, anh hay chia sẻ đó. Nên bây giờ nếu mà mình không đi faster là we gonna die, và mình sẽ không có data để mình, giả sử như mình thích research những cái case gì mới ABCZ đúng không? Hoặc là mình thích làm những cái instant, tức là những cái engineering massive khổng lồ này nọ. Nếu mà mình không đi nhanh á, là có mấy tháng nó vô đó crush mình có nghĩa là công ty mình đai có nghĩa là mình có thích làm cái mẹ gì mình cũng có data để làm, mình thích thử cái stack gì mới cũng không còn ha. Đấy, nên bây giờ là selling point của mình bây giờ là phải đi nhanh, và họ đã đi gần kịp mình rồi đó, có số thằng là catch up bằng rồi, bằng hơn rồi, nên bây giờ là không có cách nào khác.
Rồi, hẳn nữa không? Có bao giờ là anh gặp khó khăn trong cái việc gọi là về vấn đề nhân sự thì anh có cái hướng giải quyết nó như thế nào? Về vấn đề nhân sự luôn luôn khó khăn. Ok, vấn đề nhân sự là ngay cả start công ty to, công ty nhỏ, tức là công ty nhỏ xíu thì nhân sự 1-2 người, công ty to thì nhân sự 10 người, công ty lớn 1.000 người. Công ty nhỏ thì cái vấn đề là làm sao sell được cái vision của mình cho những cái bạn mà ít kinh nghiệm. Tại vì sao? Tại vì khi mà công ty em rất nhỏ thì em có gì nè, em phải sell đầu tiên á, là sell cái vision của em cho co-founder. Ok, đó, nếu mà em có co-founder, ok, thì phải sell cái điều đó, sell cái điều đó thì người ta mới join mình. Ok, rồi có co-founder xong rồi làm sao sell vision cho investor. Ok, investor để có tiền xong rồi mới làm sao sell cái vision cho employee, là cho staff, là team member. Ok, là tụi em. Ok, đó, rồi next là khi mà công ty lớn rồi làm sao là train, giả sử như làm sao cho tụi em upgrade cái skill của tụi em lên đó, để làm những thứ quan trọng hơn. Ok, tại vì mình tức là đơn giản là anh ra ví dụ luôn, công ty Saka Flash cũ hồi xưa lúc mà mới có 10 xe, 20 xe, đúng không? Anh ra hai ví dụ rõ ràng cho tụi em thấy là có một bạn đó, bạn đó làm sale, bạn đó từ 10 xe thôi mà thằng đó là sinh viên năm 3 đó, và nó cố gắng nó cúp học sinh viên năm 2, với lúc đó nó sinh viên năm 2 đó, thằng năm 96 là sinh viên năm 2, nó sinh năm 96, cái nó cố gắng push là cái ngày học của nó từ qua thứ 2 thứ 7 để cho ở giữa là từ thứ 3 tới thứ 6 thì đi làm full time được. Ok, và nó cố gắng sell cho công ty đó, thì nó cố gắng sell cùng với anh đi sell này nọ, thì tụi anh từ 10 xe, từ 20 xe mà lên tới 2200 xe là một mình Him sell thôi đó, tức là ban đầu là anh với Him đi sell, nhưng sau đó thì thằng đó nó solo luôn. Ok, đó, một mình nó sell 17.5 tỷ. Ok, nè, đó, thằng đó là cái thằng mà tụi em đã tiếp xúc rồi đó, for sure. The Legendary, nếu mà nó có watching The Legendary. Hả? Best gì? Không sao, tức là lời khen mà, lời khen mình có thể khen được. Ok, bạn đó là Nhân Nguyễn, Nguyễn Thành Nhân. Ok, nếu Nhân em có coi thì đó, anh đã make you famous rồi đó nha. Đó, ha, thì cái skill của bạn grow từ lúc là làm sao viết cái sell deck ban đầu cho khách hàng rất nhỏ, cho tới làm sao viết cái sell deck cho khách hàng là agency cực lớn, quản lý lần cả trăm triệu đô la tiền quảng cáo là giúp em đi qua. Tức là bạn biết cách upgrade skill của bạn, viết từ hồi góc cóc lên keng cho tới thằng bự luôn, bạn vẫn upgrade skill qua được. Ok, ha, và bạn vẫn biết làm với ví dụ như hồi xưa 10 xe thôi, bạn biết làm với đội operation sao, bạn keep 10 xe thì tại vì dễ, nhưng mà khi mà lên 200 xe đầu tiên bắt đầu cái đội operation là bạn hết, tại vì bạn biết là phải deliver cái project, đúng không? Thành ra là bạn chạy ra ngoài bãi luôn đó, kêu làm full operation luôn. Ok, nên tức là nó cái gọi là cái mindset về contribution của nó rất lớn đó, xong rồi nó làm full luôn ha. Đó nên bởi vậy là từ 10 cho tới 2.000 xe suốt không có vấn đề gì hết đó. Về mặt sale ha, mặt sale của operation là đó là vấn đề nè. Ví dụ như khi mà công ty từ lên 50 xe rồi á, anh mới thêm một bạn operation, gọi là operation lead đi. Bạn đã lead là khá là ok, bạn đó cũng rất là nhiệt tình, chạy tới chạy lui, là chạy từ miền Nam ra miền Bắc rồi này nọ. Công ty lên 200 xe bạn đó vẫn ok, nhưng công ty lên 500 xe đầu skill của bạn gãy, tức là bạn không thể upgrade himself được. Ok, công ty grow quá nhanh khỏi cái tầm của bạn đó, bạn đó thì bạn không upgrade himself được, bạn vẫn làm như cũ, ví dụ 200 xe làm như cũ, làm manual như cũ này nọ, đúng không? 500 xe cũng như cũ thì làm sao làm cho nổi, paperwork càng ngày nó động lên, nhưng mình phải chuyển qua software rồi này nọ, mình phải chuyển qua hết, phải manage mọi thứ bắt đầu automatically hết, đúng không? Bạn không làm nổi, phương chi công việc không nổi đó, lên tới cỡ quá 500 xe là coi như bạn bức đó, lúc đó là phải mình giống như lúc đó là de facto là có hai operation manager gì đó. Đó, thêm bạn khác ngoài Hà Nội đó, trong này thì để bạn làm thì được thành phố Hồ Chí Minh thôi, lúc đó là anh phải chỉ huy sát sao luôn đó, thì
Nên bởi vậy lúc đó là anh mới nghĩ chuyện là bắt buộc phải thuê người khác về. Tại vì anh còn bận lúc đó là IQ nó bắt đầu grow ra rồi đó, anh không thể nào mà ôm nó ngoài được. Thì khi mà một tổ chức nó lớn lên đó, thì bạn có hai lựa chọn. Một là bạn upgrade skill bạn lên. Hai là bạn phải có một cái người skill giỏi mà nhiều về làm sếp, rồi bạn lên từ người ta. Thì phần sale thì không còn thì ok, nhân lúc làm hết ok. Nhưng mà đó, phần operation là chỉ về chỉ làm sếp, chỉ làm CEO. Nhưng mà sau này chị đó mới thấy ông chị là còn như là upgrade one luôn. Chị giống như là CEO de facto của xe cả khóa xong là and she's doing amazing. Ok, đó, she's doing amazing mà. Chị cũng vậy, chị nhỏ hơn nhiều, chị sinh năm 92 thôi. Đó, và dáng dấp của một sếp charismatic và vận hành mọi thứ trên ru. Đó, thì cái chị mà ăn mặc giống em intern đi vô hàng ngày tóc dài dài đó, người em biết không? Ok, đó. Thì đó là sếp của Shakawas. Thì nên bởi vậy là tụi em cũng vậy, anh cũng expect tụi em giống vậy. Rồi tụi em sẽ grow. Ví dụ như anh hồi xưa anh lo to là kẹp John New Schedule á, anh không biết lập trình gì ngoài Java đâu. Tức là skill anh cũng có, nhưng anh chỉ biết lập trình Java thôi. Tức là algorithm, data structure dĩ nhiên phải biết rồi. Thì thường thường PhD thì tặng không có new skill về PhD. Nhưng mà anh có một skill quan trọng. Asking. No, về mặt coding á, cái skill quan trọng đó là gì? Mà từ cái ask great question nó dẫn tới thôi. Testable code. Anh biết code là testable. Hiểu chưa? Tại vì trong PhD mà em viết code mà không test được á là em rất ghê. Có khi 2 năm đầu anh lây hoay hoài nè. Đó. Một phần là tại vì mình viết code mà không có test. Thành ra mình có ý tưởng hay lắm luôn quá. Thức đêm dậy, implement. Vậy một qua ngày mai chạy trước quốc à. Tầm 7, tầm 8 không à. Đó, mình đâu có biết được là ý tưởng mình tồi hay tốt đâu. Tại vì code mình có bớt. Bực mình quá nói chuyện không? Gì đó, mình kêu đó, giờ tao hỏi mày. Cái đó chạy không được. Thì câu hỏi phải hỏi là gì? Hoặc là câu mình có bớt hay là ý tưởng nó tồi? Bây giờ mình phải loại bỏ một cái đi. Làm sao loại bỏ câu có bớt? Viết câu cho tốt vào, rồi từ đó tự động anh học testable câu. Vậy thôi. Đó, thành ra những đứa làm research đừng có tưởng là research ok, em làm research em không có làm software engineering đồ đâu này nọ. Bắt buộc research, muốn research tốt phải viết câu testable. Rồi, hỏi gì không? Cái động lực gì mà cái anh nhiều lần thất bại rồi vẫn muốn tiếp tục làm start, ví dụ sau này anh muốn start thành công rồi thì anh sẽ làm gì? Tò mò, I curious, I am very I curious. Cái điều anh tò mò là tại vì anh nail từng phần mà một khi anh nail từng phần đã lại thấy cái mới interested hơn. Ví dụ như hồi xưa anh muốn nail một cái là anh muốn làm cho xong mẹ cái bằng gì á, cái bằng bachelor về học, muốn nail cho xong mẹ cái vụ hiểu cái máy tính nó hoạt động sao. Tại vì năm 98 là bắt đầu có internet ở Việt Nam, thì anh là một trong những người xài internet đầu tiên đó. Em user năm 98 tại vì sao mà anh nói thiệt, tại vì lúc đó năm 98 hả? Ok, thì chú là một trong những người đầu tiên. Thì đâu có gì đâu. Đó. Thì tốt chứ sao. Thì năm 98, thì lúc đó là anh được tự nhiên có cái học Nhật. Ông tới nhà, ông đặt khách hàng thôi. Đó, nhờ ông quen nhà anh. Lúc đó internet lúc đó là, anh nhớ hoài 24.000 giờ. Thì cũng giống như mình là 2.4 triệu giờ bây giờ. Năm 98 internet 24.000 giờ, đúng không? Đó là giống mình 2.4 triệu một giờ. Thì anh đã quen internet, anh thấy nó hay. Xong anh lúc đó anh mới tìm hiểu về máy tính đó. Thực ra không biết lập trình cho tới khi anh vô đại học đó. Anh chỉ biết làm trang web, làm web, làm HTML rồi JavaScript đồ này nọ, hú xu á, đích hiểu mẹ vậy. Tức là không cần hiểu lập trình vẫn làm ra được một trang web e-commerce bán áo dài đó. Xong rồi có cái học kia, ông Nhật đó, ông thấy tội quá, ông mua, ông bạn của ông công việc ban đầu á, ông thấy bán ai mua quá, ông mua dùm cho anh cái. Rồi, đó thì nên bây giờ là anh muốn tìm hiểu máy tính nó hoạt động như thế nào. Vậy đó, rồi xong rồi sau này anh vô học lại thấy thấy người ta startup này nọ bực hay quá, anh muốn tìm hiểu coi thử startup nó hoạt động như thế nào. Tức là ý là làm sao mình build ra được một cái startup. Đó, anh tò mò thôi.
Rồi xong rồi cuối cùng rồi á, khi mà về Việt Nam mẹ nó thôi dẹp hết con mẹ nó hết mọi thứ. Chỉ làm một điều thôi, làm sao đi được một cái startup mà nó break even, tức là hề bố. Không còn lại, tức là chỉ cần một startup mà nó break even thôi. Xong anh được cái đó là anh đã muốn nghỉ hưu rồi, anh muốn thôi quay lại Úc rồi, nhưng mà thôi, tức là anh phải tò mò tiếp. Thế nào mình có thể build được cái gì đó mà mình build được nhiều hơn. Ví dụ như là mình có thể làm ra được những cái gì mới, push battery. Push cái battery nó về mặt AI ấy, tức là push battery mà nó chỉ happen đó là AI là cái thứ mà sẽ push cái battery con người đi tới đó. Thì anh mới làm tiếp về AI. Đơn giản là tò mò, I'm curious, nhưng mà healthily curious nha, chứ không phải tò mò là em gái này hôm nay mặc đồ gì rồi em gái kia ví dụ trên Shopee sao tò mò Shopee mấy không giúp được gì cho mình. Không có mà thứ hai. Ừ, rồi, ok. Sau khi anh chị lỡ anh thằng này hỏi tự nhiên nó kêu câu hỏi thứ hai nó hỏi hả em hỏi câu hai câu hỏi được à ok rồi câu hỏi số 2 là gì là khi anh sớm thành công thì anh sẽ làm gì vậy thì phải định nghĩa thành công nữa, ví dụ như là thành công nghĩa là gì, là launch công ty này thành unicorn hay là launch 10 unicorn của 10 product owner trong công ty này. Thành công đối với anh đó hả? Thành công đối với anh đó hả? Là anh nghĩ rằng á, mình ra được một cái formula mà giống như là vừa gọi là venture builder chẳng hạn, thì anh nghĩ điều đó sẽ tốt. Tại vì công ty mình á, tụi em biết nếu tụi em làm share hóa rồi, tức là cái culture của văn hóa công ty á, điều số 1 là gì nhớ không? Integrity and transparency, tức là tụi mình phải là những người quân tử. Thì mấy đứa thấy á, mình phải fan, mình phải quân tử. Ở thị trường Việt Nam á, ví dụ như là cái phần mà quảng cáo á, này nọ, cái ngành nghề quảng cáo, live đuôi mà anh có thể nói thẳng luôn, là rất nhiều bên mua hàng họ đòi under table đó. Và công ty mình á, là mình bị cạnh tranh bởi vì những bên mà cạnh tranh không có lành mạnh, họ cứ toàn under table khách hàng để họ lấy được hợp đồng. Thì biết bao nhiêu lần các bạn sell về nói anh ơi, bây giờ chỉ cần cho tụi em ảnh nói cái đó nhẹ nhàng chút xíu là bán bao đẳng cả không luôn, cái gì chết hết. Anh kêu không, anh tạo cái công ty á, mà mình tạo ra mỗi ngày tới á, mình làm việc mình phải thấy vui, nó phải đúng với cái giá trị của mình. À, okay. Nếu mà không đúng giá trị của mình thì đừng làm. Đó. Thì anh tin rằng á, nếu mà mình cứ tiếp tục với cái công văn hóa công ty của mình, integrity này, mình sẽ sống share hóa chứng minh rồi, mình có thể sống tốt. À, thì á, những cái công ty sau này mình tạo ra công ty con, giả sử tụi em, anh không thể thay đổi được xã hội, nhưng mà anh có thể cho tụi em được được một cái nhìn khác về cách là làm sao mình có thể start business trong sạch và thành công được. Ok, đơn giản anh không thay đổi xã hội nhưng anh thay đổi được 30 người, 30 người tụi em mai mốt tụi em có công ty này nọ thì xã hội bớt điện thoại ăn hại đúng không, và 30 công ty mới chẳng hạn, rồi 30 công ty mới lại cái văn hóa tiếp đó, thì điều đó đối với anh là cái niềm vui. Anh không thấy mệt đâu, mấy đứa thấy lẽ gì đối với anh đây là holiday, đây là làm cái việc yêu thích nhất, hỏi lẽ đi đâu kêu tao tới công ty. Rồi anh nghĩ thôi được rồi ha, để đi xa anh ngồi. Ok rồi, cảm ơn tụi em. À, rồi các cô đó cũng đẹp.